Em đi chưa? Chào mừng các bạn đã đến với Mê TV. Ok, hôm nay mình đang đứng ở Im á, quận Gò Vấp. Đây là cái quận mà mình đã ở từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà cái Im á này thì mình đi không được bao nhiêu lần hết. Sao nắng dữ vậy ta? Trên mạng á, mình nghe nói là Im á nó có một cái khu ẩm thực rất là ngon và rất là rẻ luôn. Chứ bây giờ mình đi vô cái khu ẩm thực đó mình ăn hết. Mình có coi các cái anh chị review đồ ăn ở trên mạng á, thì nói là cái đồ ăn ở trong này nè rất là ngon, rất là rẻ, giá cực kỳ học sinh sinh viên luôn, nên mình muốn thử nghiệm. Thì hôm nay mình có làm một cái gọi là thử thách ăn sạch Imac, thử thách ăn sạch cái khu ăn uống của Imac, khu ẩm thực của Imac. Thì hôm nay mình sẽ dùng 500 ngàn, mình chỉ mang đúng 500 ngàn thôi để ăn sạch cái khu Imac này. Mình thấy 500 ngàn cũng khá là nhiều quá, nên là mình không biết là 500 ngàn có thể ăn sạch được không. Thì từ trước tới giờ đối với mình đồ ăn gọi là đồ ăn trong mấy khu ẩm thực của siêu thị thì nó rất là bình thường, tại vì mình thích đi ăn hàng, thích đi ăn vặt, nên mình chưa bao giờ thấy đồ ăn ở trong siêu thị mà nó ngon hơn những cái quán ở bên ngoài bán. Thì không biết là cái khu ẩm thực của Imac nó có gì khác không mà mọi người lại khen đến vậy. Nên hôm nay mình sẽ nhân cái cơ hội làm thử thách này để mình thử nghiệm đồ ăn ở trong này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để làm thử thách nha, và mua thử xem là đồ ăn Imac ngon đến cỡ nào. Khu ẩm thực của Imac. Yes, vô nào, go. Bao nhiêu đây thôi mọi người. Bây giờ thì mình nhận ra là 500 ngàn đối với mình rất là ít. Bởi vì sao? Bởi vì trong Imac khi mình vô mình bị loạn trí với cái đống đồ ăn ở trong cái khu ẩm thực này. Mình không ngờ là khu ẩm thực của siêu thị cũng có thể có những món ăn đặc sắc đến như vậy. Và ở đây chỉ là một phần thôi nha mấy bạn, tại vì mình chỉ có 500 ngàn để mình làm thử thách mình dạy rồi. Thế là mình phải làm 1 triệu, tại vì không đủ tiền nên chỉ mua được bao nhiêu đây thôi. Không tin các bạn có thể hỏi cameraman, kiểu nó phải cản mình rất là nhiều, lại mình rất muốn mua thêm nhiều món nữa, mà muốn mua thêm nhiều món nữa tại vì thấy có nhiều món mình muốn thử xem ở đây có ngon không. Nên là rất là tiếc mình đây những món mà mình nghĩ là mình thích nhất, mình muốn thử nhất. Ok, thì mình có pizza nè, pizza. Cái món pizza rất là đặc biệt, đó là ở đây nó bán một miếng như thế này mà. Một cái pizza bự thì là 200 mấy á. Mình thấy thì giá vẫn là khá rẻ so với mặt bằng pizza bây giờ ở Sài Gòn. Tại vì pizza thường 200 mấy thì nó chỉ là một cái bánh nhỏ thôi, mà ở đây nó là nguyên cái pizza khổng lồ luôn. Miếng pizza này nè, nó chỉ có 29 ngàn. Đấy, mà mình rất là thích ăn cái loại pizza mà đế mỏng nhưng mềm như thế này nè mọi người. Nó mỏng mỏng như vậy mà nó mềm mềm như vậy nè, ăn mới đã. Đây là pizza phô mai. Ok, còn đây á, là cái miếng pizza thập cẩm. Mình thấy có chăm bông, xúc xích với lại thịt gì ta, thịt băm nè, chắc là thịt bò quá. Và ớt xanh, ớt chuông. Rồi hành tây, nhìn thấy khá hấp dẫn. Rồi có một cái hộp salad nữa, tại vì ăn mà ăn bột không mà không ăn rau là không có được. Mà salad nhìn một hộp như vậy bự như vậy luôn, nó chỉ có giá 19.500 thôi, bự không. Mình thấy là rất là tươi. Thường á mình thấy salad á mà mua ở mấy cái siêu thị tiện lợi á, mình thấy salad nó hơi bị héo á, nhưng mà không ngờ ở đây salad này rất là tươi, cái cây mỏng nước thứ. Còn đây là những cái món mà mình mua để ăn riêng. Đây là món nó bán thành giống như là đồ ăn riêng vậy đó. Đây có dim sum há cảo, mình mua từng miếng thì mỗi miếng nó chỉ có cỡ 5.000-6.000 thôi, cực rẻ luôn đó, nhỏ xíu vậy nè. Để mình muốn ăn thử nên mình không mua theo gói bự mà mình mua giá lẻ. Còn đây á là một cái miếng tôm nướng với ớt. Mình thích ăn tôm đó, mình muốn mua thử tôm nướng với ớt trong này ăn có ngon không. Còn đây là cái miếng đùi gà siêu to khổng lồ, không phải của bà Tân mà của bà Tâm. Mình thấy cái đùi gà đúng bự luôn, mà nó có sốt nữa, ở đó nó có sốt cay, mình mua sốt ngọt. Cái con tôm này thì tầm 12.000, hình như là 13.000 á. Còn cái đùi gà thì phải cân, thì mình mua cái đùi gà này giá tầm 34.000. Ok, còn đây là những món mà mình thấy rất là thích luôn, đó là sushi. Thứ một miếng như thế này mà nếu mà không có tem á là 5.000. Đây có sushi trứng nè, sushi trứng cá hồi với lại mayonnaise. Cái này là sushi xào điệp gì đấy, thì nó có cái tem vậy thì 10.000 một cái. Cái sushi này là sushi mực gì đấy, cũng có thấy có tem này nè. Thì cái miếng 10.000 hình như là loại xịn hơn và mắc hơn á, nguyên liệu nó mắc hơn tí. Còn đây là cái món mình cực thích luôn, vì mình rất là thích ăn hải sản, nên là mình thấy cái hộp bạch tuộc này mình rất là đắn đo, không biết là nên mua cái đó hay cái này. Đây, hai món này nhìn rất là xịn luôn. Thì đây là mình nghĩ là hai món này là hai
bàn tiệc của mình luôn. Cái này là 70 mấy, cái này cũng tầm đó hơn 80 ngàn phải. Nói chung là trên 70 ngàn hết. Thì cái này là mực sống, nhưng mà mình rất là thích ăn cái loại mực này, nó dày dày, nó dai dai á. Cái miếng mực đó nha, nó đủ như vậy nè. Mình nhìn là mình thấy khoái liền, mình đắn đo. Cameraman của mình á thì nó muốn mình mua cái này để nhìn ngon hơn và có đầy đủ hơn. Vừa có cá hồi sống trong này, vừa có bạch tuộc ở trong này, vừa có trứng rồi cơm rồi trứng cá hồi, các thứ rất là nhiều, rất là đầy đủ, có nấm luôn. Nhưng mà mình bị ghiền bạch tuộc. Hồi nãy mình có nói mực thì xin lỗi với bạn nha, cái này là bạch tuộc. Nhưng mà mình rất là thích ăn bạch tuộc cái này, mà bạch tuộc nhìn cái miếng nào miếng đấy nó dày cộ mà, nên là mình mua luôn hai cái. Đắn đo nhiều chi mệt, thì bớt ăn mấy cái khác lại thôi. Thế đó là cái quầy gọi là quầy bánh bông lan. Thì á, mình nghe nói là bánh bông lan ở Yên Mão là nổi tiếng nhất luôn. Đây là bánh sừng bò nhưng mà sốt cái gì đó bơ tỏi thì phải, bánh sừng bò nướng bơ tỏi thì phải. Nhìn thấy hấp dẫn quá nên là mua luôn. Nè, một cái bánh nó như thế này, nhìn thấy hấp dẫn không, mà nhỏ nhỏ nữa. Cái này để trong tủ lạnh á, xong rồi có gì thì muốn ăn thì cứ lấy ra bỏ microwave nó nướng lên. Còn đây là bánh su kem, mình là đảo bánh su nha mọi người. Và nhất á là mình rất là thích bánh su mà có kem trứng. Tại vì á, sau này á, mình không biết tại sao mà bánh su kem ở ngoài người ta bán á, bánh su kem toàn là nhân sữa tươi không à. Nhưng mà mình rất là thích nhân kem trứng. Đây là nhân kem trứng nè. Cái nhân kem mà cứ màu vàng vàng thì mình thích. Thì mình mua luôn hai loại, một loại là như kiểu truyền thống á, bánh su kem truyền thống bình thường. Và một loại là bánh su kem nó hơi khác một tí, cũng không biết khác như thế nào. Tại vì mình không phải chuyên làm bánh, nhưng mình thấy khác mà mình thích bánh su nên mình mua luôn hai loại. Đấy, đó là tất cả những gì mình đã mua. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nha. Ăn thử cái pizza đi ha. Những bằng cái mặt luôn. Đây, nó mềm mềm như này các bạn thấy không, cầm lên như tờ giấy vậy đó, nhưng mà nó không có phải là mỏng dánh đâu nha. Ngon quá, đúng là cái loại mà bánh mình thích luôn, tại vì cái đế của nó rất là mềm. Hôm nay này mình mới bỏ vô microwave quay một tí thì nó tan chảy ra, kiểu nó rất là hòa quyện với nhau. Và kiểu chỉ có 29 ngàn thôi mà mua được một cái pizza như thế này là tuyệt vời. Cảm thì nó có vị hơn, nó không chỉ có phô mai không mà có thịt nữa, ăn ngon hơn. Mình ăn thử cái cơm nè, không biết cơm này nó dày không ta. Ồ, quá trời cơm luôn này, nó nén cơm mấy bạn ơi. Cơm mà nén thì tuyệt vời rồi, tại vì cơm mà nén á thì nó không có ăn gian. Một hộp này ăn chắc no luôn quá. Hạt cơm dẻo quá. Cái cơm này hình như trộn giấm á mọi người, mình thấy nó hơi chua chua và cái hạt cơm đó mình nhìn thấy trong này nó hơi vàng vàng, mình nghĩ là nó trộn giấm. Ngon quá, cái trứng cá hồi là trứng cá hồi rất là bổ luôn. Ăn nó cứ sực. Nãy giờ là không có món nào thất bại hết, tuyệt vời. Ăn một miếng mực nào. Mực thì mình thấy cái màu tươi như thế này thì chắc chắn là nó sẽ ngon rồi. Chấm một tí tương, tương là nó có sẵn trong hộp mực luôn. Tương này chị đã ăn cái sashimi với mọi người. Thử một cái sushi luôn. Xin lỗi mọi người nha, mình ăn hơi bị liên tục quá. Ngon quá. Cơm rất là dẻo, dày, ăn rất là đầy miệng. Mà cái lớp mì căng ở trên nó được nêm rất là ngon. Giá 5 ngàn thôi, trời ơi. Mình nghĩ á là trần đời này, bạn nào mà sinh viên, học sinh nào mà học kế cái khu y mắc này á, là cuộc sống của các bạn mãn nguyện lắm luôn á. Tại hồi xưa mình đi học á, mình phải ăn cơm căng tin trường á, thì cơm căng tin trường tùy thôi. Có hôm cô căng tin nấu ngon, cổ vui. Còn hôm cổ buồn, cổ giống như là giết chết tình này tụi mình vậy đó. Rất là sợ, với lại nó không có đặc sắc. Cực phẩm. Mà rất là thích ăn tỏi, tỏi phi á. Mà cái này nó đậm vị các bạn hiểu. Nó đậm vị tỏi phi. Thì tỏi phi nè, mà có bơ nữa. Nó đen nó hơi nguội, tại vì mình đi từ Gò Vấp về tới quận 7 là nó hơi nguội rồi. Cái mùi của nó, cái mùi bánh mì của nó rất là thơm luôn. Mà ăn nó rất là mềm, bánh nó không bị khô. Và vị tỏi của nó rất là đầy đủ. Cái bánh này là best, tôi sẽ để vào cái gọi là những món favorite của tôi. Salad thì chắc chắn tươi ngon rồi. Salad thì không cần phải thử nữa. Nhìn cái màu sắc tươi thôi là muốn ăn rồi. Đây mình sẽ ăn thử dim sum. Ăn con tôm. Tôm đầy thịt, tôm đầy thịt, tôm xịn chứ không phải tôm dũng. Trời ơi, mà ăn được con tôm xịn vậy. Nêm nếm cũng rất là vừa. Nó hơi the cái vị ớt, muối ớt, nhưng mà nó không có quá cay. Mình vẫn ăn được. Thì mình thử ăn một miếng gà coi. Miếng gà này chắc camera thèm nè. Trời ơi, gà chảy nước, gà ngọt xớt luôn. Trời, cái phần da nó cái bột này mấy bạn. Trời, cái này là tinh hoa đó mấy bạn. Tinh túy đó mấy bạn. Trời, nó nguội rồi nha, nhưng mà cái da nó vẫn còn giòn mọi người, tôi nổi không. Thịt thì cũng được thôi, không quá ngon, nhưng mà cái phần da với cái phần nước sốt nó quá ngon. Nó chưa phải gọi là ăn vô một miếng là lên liền, nhưng mà cái phần da với phần sốt của nó mình thấy vừa. Ăn với cơm thì tuyệt phẩm chất lượng luôn. Mình cắn một miếng rõ to luôn á, nhưng mà vẫn chưa thấy xương nè mọi người. Bình thường mình cắn một miếng đó theo cái mấy cái miếng gà bình thường, mấy cái đùi gà bình thường là mình ăn với xương luôn rồi. Gà này chắc đặc chim, đùi hơi chắc hết rồi đúng không. Bây giờ mình sẽ đến đồ ngọt. Ta ta, ngon quá. Trời, mua cái nào cũng thành công hết, tôi hay ghê á. Trời ơi, không có bị uổng tiền luôn á. Chỉ biết 500 ngàn tôi mua nguyên một đống như này toàn đúng khẩu vị của tôi thôi. Ngon quá mấy bạn ơi.
kem của nó ngọt vừa phải. Mà là kem trứng nên tôi rất thích. Tại vì kem trứng nó sẽ dày hơn kem kem sữa, nên là ăn nó rất là đầy miệng, rất là thích. Cái bánh này thì nó khác gì, hai cái đều là bánh su á, nhưng mà một cái thì nó bị lép và một cái nó đầy ủ như thế này nè. Cái này thì nó có thêm cái bột bột ở trên á. À, cái lớp bột ở trên là lớp đường, đường trắng, đường cát á. Cái bánh này thì cái vỏ của nó tơi hơn, cái vỏ của nó xốp hơn cái bánh này. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là bánh su thôi. Ok, thì mình đã ăn thử hết cái đống này luôn. Và không có món nào mà khiến cho mình cảm thấy thất vọng vì đã bỏ 500 ngàn chạy xuống tận Gò Vấp để mua đồ ăn hết mọi người. Ăn xong đống này mình càng muốn bỏ thêm 500 ngàn nữa để thử những cái món ăn mà mình chưa thử ở E-món nữa. Không biết ở đây có ai đang coi là dân Gò Vấp không? Thì các bạn thấy mình nói có đúng không? Đồ ăn của E-món là số 1 đúng không mọi người? Còn nếu mà bạn nào không chưa bao giờ tới đây thì các bạn cũng có thể tới E-món để thử nha. Thì rất là ngon và rất là rẻ luôn, giá rất là bình dân và không có phải là gì quá mắc hết. Món nào thì nó cao giá thì đúng, chắc chắn cái món đó ngoài thị trường giá nó còn cao hơn nữa. Thêm nữa là những cái món ăn ở đây nó rất là gọi là tiện lợi á, các bạn có thể ăn tại chỗ E-món luôn. À, ở đây còn thiếu cái nồi mì đúng không? Cái nồi mì cũng khá là ok nha mọi người, nhưng mà đối với mình thì nó hơi nhạt. Cái nồi mì Hàn Quốc á, mình lần đầu tiên mình thấy có chỗ đến cả nhà hàng mình vô người ta còn nấu cho mình cái tô. Này là lần đầu tiên mình thấy người ta nấu, người ta đưa cho mình cái nồi luôn để mình ăn. Và cái nồi này đúng cái nồi đúng điệu mà ở trong mấy cái drama hàng người ta hay làm á, thì ăn cũng được. Người ta có cho chả cá, hành, taro các thứ khá là ok, chỉ có điều là đối với cái vị của mình thì nó vẫn hơi nhạt. Ok, thì đấy, mình đã hoàn thành xong thử thách 500k ăn sạch E-món, nhưng mà thật ra chả sạch gì hết, ăn được có một tí. Như đây đúng một tí đúng không mấy bạn? Một tí. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành thử thách các bạn sẽ đề ra trên YouTube của mình. Thì các bạn có muốn mình làm thử thách gì về kiểu ăn hàng hay review gì á, thì các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Mình chỉ làm thử thách về review nha mấy bạn. Nhớ nha, mình chỉ làm thử thách về review thôi. À, nếu các bạn thấy thích video clip này thì nhớ like, share, subscribe channel Mel TV. Bạn nào thấy cái nút đăng ký nó màu đỏ thì nhớ ấn cho nó thành màu xám nha. Sau đó ấn cái chuông kế bên để nhận được thông báo bất cứ khi nào mà Mel TV ra clip mới. Còn bây giờ thì mình ăn đây. Cảm ơn các bạn. Sayonara. Nhớ đi mắc ăn thử nha. Nhớ.